Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi nằm trọn trong khối không khí khô, thì tại Bắc Bộ trời quang mây và hầu như không mưa, nắng xuất hiện sớm trong ngày và đây là dạng thời tiết đặc trưng của những ngày đầu đông. Dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài trong hôm nay cũng như những ngày tới. Cụ thể, trong ngày làm việc đầu tuần, thời tiết tại Bắc Bộ nắng khá gắt nên thời tiết sẽ chuyển ấm nhanh, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở mức từ 20 đến 23 độ. Khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 23 cho tới 25 độ. Đi cùng là độ ẩm không khí giảm thấp, người dân cần chú ý uống đủ nước và giữ ẩm cho da. Về đêm và sáng, tình trạng quang mây vẫn sẽ khiến cho quá trình phát xạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ và nhiệt độ giảm nhanh. Thấp nhất trong thời điểm này phổ biến chỉ ở vào khoảng từ 13 đến 16 độ. Một số nơi vùng núi cao, nhiệt độ còn có thể xuống dưới ngưỡng 10 đến 11 độ. Xuống đến các tỉnh miền Trung, trong hôm nay gió Đông Bắc tạm thời suy yếu hơn nên mưa sẽ giảm và chỉ còn tập trung chính tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng như tại khu vực Nam Trung Bộ, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Còn về nền nhiệt, do tác động của không khí lạnh nên trời vẫn tiếp tục rét tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, với biên độ nhiệt dao động trong ngày chỉ từ khoảng 17 đến 23 độ. Càng đi xa về phía Nam, nền nhiệt có xu hướng tăng dần, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Còn đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 28 đến 31 độ. Một điều lưu ý với người dân miền Trung, hiện nay cơn bão số 9 đang hoạt động trên Biển Đông có diễn biến phức tạp và từ hôm nay có thể đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam hướng về các tỉnh miền Trung. Cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh vào ngày 29 sẽ khiến cho thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ chuyển xấu và tại đây sẽ bắt đầu xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa sẽ có lượng mưa cả đợt từ 200 đến 400mm. Người dân cần chủ động có các biện pháp phòng chống mưa lớn. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết diễn biến ổn định, trời nắng ráo và ít mưa. Nhiệt độ tại các tỉnh Tây Nguyên về đêm và sáng sẽ hơi se lạnh, ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ, trời chỉ hơi se lạnh ở một vài tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn vào ban ngày do có nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn tăng lên ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh của người dân. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu cơn bão số 9, nên khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua có thể giật cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ hôm nay trở đi, bão chuyển hướng Tây Tây Nam và dần suy yếu. Khu vực giữa Biển Đông cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi cơn bão đi qua. Gió tại đây sẽ mạnh lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Mưa bão và sóng biển cao từ 3 đến 5 mét sẽ gây nguy hiểm cho mọi hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Bà con ngư dân còn đang đánh bắt xa bờ trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông nên cho tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Như vậy, trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ trời nắng hanh, về đêm và sáng trời lạnh. Trung Bộ giảm mưa dần, chỉ còn rải rác ở các tỉnh miền Trung Trung Bộ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa và nắng nhiều. Tuy nhiên, với diễn biến của cơn bão số 9, thì mọi người, đặc biệt là người dân Trung Bộ, cần chú ý theo dõi và chủ động các biện pháp để phòng mưa lớn diễn ra tại đây trong những ngày tới. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 11 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới may mắn và hạnh phúc.